Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với cử tri cả nước, 1.161 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt tổ chức khai mạc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, các đồng chí Nguyên Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa khu phố Chùa Chuông, khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hiến Nam, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nên công tác phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế và Ủy ban bầu cử tỉnh. Đúng 6 giờ 45 phút, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, nhanh gọn theo đúng luật định. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ và các cử tri thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình bỏ những lá phiếu đầu tiên để bầu các đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Hiến Nam. Sau khi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 1, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra và động viên một số tổ bầu cử ở các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã kiểm tra công tác bầu cử và bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 2, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tổ bầu cử số 1, thôn Yên Lịch, xã Sơn Tiến, huyện Khoái Châu, tổ bầu cử số 3, thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tổ bầu cử số 5, số 6, tổ dân phố Văn Huế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, khu vực bỏ phiếu thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Bí thư tỉnh ủy đã biểu dương các địa phương triển khai đồng bộ hiệu quả các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định, tổ chức khai mạc trang trọng và bỏ phiếu đúng giờ theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Đồng chí yêu cầu các tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền vận động cử tri tích cực đi bầu cử sớm, đúng luật, đúng khung giờ quy định, đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cử tri các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách, giữ tuyệt đối an toàn cho cử tri ở từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu, quan tâm đảm bảo quyền bầu cử cho cử tri cao tuổi, cử tri trong khu cách ly và cử tri đang điều trị bệnh COVID-19. Đồng thời, tăng cường công tác an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ phiếu bầu cử trước và sau khi bầu cử, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ đúng luật định và thành công tốt đẹp. Từ 7 giờ sáng nay, hơn 77.000 cử tri thị xã Mỹ Hào đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 92 tổ bỏ phiếu. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng cử tri dự và bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4 thôn Mão Trinh, xã Dương Quang. Cử tri khi đến bỏ phiếu đều thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt khử khuẩn, giữ đúng khoảng cách phòng chống dịch. Sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến kiểm tra động viên tổ bầu cử số 5, xã Dương Quang, tổ bầu cử số 7, phường Bần Yên Nhân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương các tổ bầu cử thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo quy định và tổ chức bầu cử đúng luật. Đồng chí đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đi bầu cử, đồng thời chủ động triển khai các hòm phiếu lưu động để đến gia đình các cử tri là đối tượng F2 thực hiện quyền công dân. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, hiện có một số điểm bỏ phiếu trong khu vực cách ly, phong tỏa để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các tổ bầu cử đã chuẩn bị sẵn sàng hòm phiếu di động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong tổ bầu cử mang đến tận nhà, đảm bảo công dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thời gian quy định. Thị xã đang tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Đúng 6 giờ 45 phút ngày 23 tháng 5, tại nhà văn hóa Nguyễn Huệ, điểm bầu cử thuộc tổ bầu cử số 3, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu. Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy và cử tri trên địa bàn. Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Lê Lợi có trên 1.100 cử tri của hai khu phố Nguyễn Trãi và Nguyễn Huệ. Để đảm bảo lễ khai mạc cuộc bầu cử diễn ra trang trọng và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, khu vực bầu cử nói trên chỉ mời giới hạn cử tri tham dự khai mạc. Cử tri đến bầu cử được yêu cầu thực hiện đúng các quy trình về phòng chống dịch. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản cùng các cử tri nhận phiếu bầu, lựa chọn các ứng cử viên bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với đông đảo cử tri trong tỉnh, hơn 87.000 cử tri của huyện Văn Lâm đi bầu tại 89 khu vực bỏ phiếu. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Ngô Xuyên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Đúng 7 giờ sáng nay, đông đảo cử tri thôn Ngô Xuyên đã đến nhà văn hóa thôn dự lễ khai mạc cuộc bầu cử. Sau lễ khai mạc, thực hiện kiểm tra, niêm yết hòm phiếu, đồng chí Trần Quốc Văn và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của tỉnh và địa phương thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 6, thị trấn Như Quỳnh. Sau đó, hơn 1.800 cử tri thôn Ngô Xuyên cũng thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Văn kiểm tra công tác bầu cử tại khu phố Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh. Cùng với thôn Ngô Xuyên, tất cả 89 khu vực bỏ phiếu của huyện Văn Lâm cũng tiến hành khai mạc và tổ chức bầu cử từ 7 giờ sáng nay. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều ở khu vực công cộng, không có điểm bỏ phiếu nhờ nhà dân. Trong nhiệm kỳ này, huyện Văn Lâm được bầu 33 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 299 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Đến 10 giờ sáng nay, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử huyện Văn Lâm, công tác bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, đúng luật định và có đông đảo cử tri đi bầu cử. Công tác bầu cử tại 6 xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đều được đảm bảo đúng quy định và các hướng dẫn về phòng chống dịch. Dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu phố An Thịnh, phường An Tảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Để ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ngay từ 6 giờ 45 phút sáng nay, 106 điểm bỏ phiếu của thành phố Hưng Yên đã đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện quy trình luật định về công tác bầu cử, đầu giờ sáng, cử tri thành phố Hưng Yên đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để chọn ra 3 đại biểu Quốc hội trong danh sách 5 ứng cử viên và 31 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trong danh sách 54 ứng cử viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Tại các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và các ứng cử viên. Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được ban bầu cử, tổ bầu cử đặt lên hàng đầu. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã được tăng cường lực lượng y tế. Ngoài ra, lực lượng quân đội, công an cũng có mặt từ sáng sớm để phối hợp cùng với lực lượng y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sắp xếp quy trình bỏ phiếu và sát khuẩn tay trước khi vào bỏ phiếu. Sáng nay, 128 tổ bầu cử của huyện Yên Mỹ đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền cử tri tại tổ bầu cử số 2, thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ khai mạc bầu cử diễn ra ngắn gọn, trang nghiêm, đúng quy định, không tập trung đông người. Các quy định về phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc như đo thân nhiệt, sát khuẩn, sàng lọc, phân luồng những cử tri có biểu hiện ho, sốt, khó thở, giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Sau lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Hưng đã tới kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số xã của huyện Yên Mỹ. Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đi bầu cử, ngay từ sáng sớm thì rất đông cử tri của huyện Phù Cừ đã tích cực đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự khai mạc tại tổ bầu cử số 1 thị trấn Trần Cao. Tại đây, nghi thức khai mạc được diễn ra trang trọng, đúng luật, đảm bảo thời gian. 7 giờ 10 phút, những lá phiếu đầu tiên đã được bầu bỏ vào các hòm phiếu. Cùng thời điểm này thì 90 khu vực bỏ phiếu còn lại của huyện Phù Cừ cũng đồng loạt tổ chức khai mạc. Đặc biệt, 12 điểm bỏ phiếu nhờ nhà dân được tăng cường thêm nhân lực về y tế, an ninh nhằm đảm bảo an toàn.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết các tầng lớp nhân dân trong huyện đều hiểu được ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử và quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Với tinh thần hăng hái phấn khởi của các cử tri, đến 8 giờ 30 phút sáng nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở huyện Phù Cừ đã đạt 30,22%. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử sớm như là ở xã Tống Chân, xã Quang Hưng. Dự khai mạc tại một số tổ bầu cử ở huyện Ân Thi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đợt bầu cử này, huyện Ân Thi có hơn 106.000 cử tri. Ngay từ sáng sớm, từ khắp các thôn xóm, khu dân cư, các cử tri nô nức phấn khởi, cầm lá phiếu trên tay, tụ hội về điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tại các khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử đã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, giám sát chặt chẽ việc bỏ phiếu và hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu đúng luật, kịp thời phát hiện sai sót nếu có và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự khai mạc tại tổ bầu cử số 1, xã Tân Dân, huyện Quế Châu. Đúng 7 giờ ngày 23 tháng 5, tất cả 193 khu vực bỏ phiếu của huyện Quế Châu đồng loạt tổ chức khai mạc bầu cử đảm bảo nghi thức trang trọng. Tổ bầu cử số 1 có 1.184 cử tri tham gia bầu cử. Các cử tri đã dành thêm thời gian nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, cẩn trọng lựa chọn, quyết định gửi gắm kỳ vọng, niềm tin qua lá phiếu của mình. Tính đến 10 giờ cùng ngày, tại điểm bầu cử số 1 đã có gần 50% cử tri đi bầu. Các điểm bầu cử đều được tăng cường các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, an toàn. Tại huyện Văn Giang, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 5, thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng. Qua ghi nhận không khí khai mạc tại tổ bầu cử số 5 và 93 tổ bầu cử trên địa bàn huyện Văn Giang diễn ra trang trọng, bài bản, đúng thời gian, đúng luật. Trong đó có 49 tổ khai mạc lúc 6 giờ, 45 tổ khai mạc vào 7 giờ. Tại các khu vực bầu cử, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Cử tri đi bầu cử chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn. Về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đều phấn khởi, nhất trí cao và tin tưởng, nhận thức tốt về cuộc bầu cử. Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Văn Giang có trên 86.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Trong đó có 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 8 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 53 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 495 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Dự lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 1, khu phố Hòa Bình, thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Và trong không khí ngày hội lớn toàn dân, đúng 7 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt sẵn sàng bầu cử. Tại bầu cử số 1, khu phố Hòa Bình, hơn 600 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác phòng chống dịch được đảm bảo, 100% các cử tri đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Toàn huyện Tiên Lữ có gần 76.200 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình tại 101 tổ bầu cử. Các cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh chóng nhờ đã nghiên cứu kỹ những ứng cử viên. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, dự khai mạc tại tổ bầu cử số 3 thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Đại diện tổ bầu cử đọc lời khai mạc, nêu lên ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia bầu cử, tổ bầu cử và đại diện cử tri đã kiểm tra niêm phong hòm phiếu bầu cử. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Thái Sơn đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau đó là đại diện người cao tuổi cùng đông đảo các tầng lớp cử tri của tổ bầu cử số 3, thôn Bằng Ngang tham gia bỏ phiếu. Tại các khu vực bầu cử trên địa bàn huyện Kim Động đều cơ bản thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19, 100% số cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt và khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu bầu cử. Tình hình an ninh trật tự tại các khu bầu cử đảm bảo, huyện Kim Động có 114 tổ bầu cử với 89.152 cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Tại điểm bỏ phiếu này thì ngay từ lúc 6 giờ 30 sáng khi mà lễ khai mạc ngày bầu cử vẫn chưa chính thức bắt đầu thì nhiều cử tri đã đến đây để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tại điểm bỏ phiếu này thì chính quyền địa phương cũng đã bố trí đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để đón người dân đến bầu cử và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Cử tri khi đến đây bầu cử thì cũng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách. Đúng 7 giờ, các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh bắt đầu tiến hành phát phiếu bầu cho cử tri. Ông Nguyễn Đức Dũng ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, người đã tham gia bỏ phiếu từ khóa đầu tiên năm 1946, và chị Hoàng Thanh Thúy Linh, giáo viên trường mầm non Quảng Châu, người đã có 5 lần đi bầu cử, vẫn không khỏi bồi hồi xúc động khi một lần nữa được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không có cái gì vui hơn ở một đời người mà 15 lần được đi bầu đại biểu quốc hội, và những người mà tôi biết ấy, là đều là những người có tâm có tầm đối với đất nước thì cái đó rất là quý. Tôi bầu những người đó đại diện cho nhân dân, cho đất nước mình. Tôi luôn mong muốn rằng những người sau này trúng cử sẽ luôn thấu hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, mang lại quyền lợi cho người dân ạ. Mặc dù đã dự các buổi tiếp xúc với người ứng cử, nghe tuyên truyền, nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, nhiều cử tri vẫn cẩn thận xem lại danh sách người ứng cử một lần nữa. Ghi nhận tại một số điểm bầu cử, có lúc cử tri đến khá đông, tuy nhiên các thành viên tổ bầu cử đã kịp thời nhắc nhở cử tri đảm bảo giữ khoảng cách để phòng chống dịch COVID-19. Thôn Văn Nghệ chúng tôi có 900 cử tri, được hiện nay đến thời điểm này đã cử tri đã đi được 300 cử tri đi bầu. Từ giờ đến đầu giờ chiều, chúng tôi sẽ phấn đấu làm sao đạt được tới 80-90% cử tri. Và đến lúc 7 giờ tối, tôi sẽ hoàn thành. Màu sắc của cờ hoa trên khắp các tuyến đường của phố phường và thôn xóm, cùng với tiếng loa của các đội tuyên truyền lưu động, càng làm tăng thêm không khí sôi nổi, vui tươi phấn khởi và nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với quê hương đất nước trong ngày bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử tỉnh thì tính đến thời điểm 11 giờ trưa nay, toàn tỉnh đã có số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 55%, một số địa phương có tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao như là ở huyện Tiên Lữ đạt 68,83%. Quý vị và các bạn thân mến, và tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.